Đến nay, huyện Con Rẫy có 14 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao cấp tỉnh. Không chỉ quan tâm phát triển về số lượng, huyện còn đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm chủ lực, tiêu biểu của địa phương. Huyện đổi mới hình thức tuyên truyền vận động các chủ thể tham gia chương trình ô cốp đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Qua đó, các sản phẩm bám sát các yêu cầu của chương trình, phù hợp với thị hiếu, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đối với các sản phẩm ô cốp, sau khi được đánh giá xếp hạng và cấp giấy chứng nhận đạt thứ hạng sau, các chủ thể tích cực nâng cấp, cải tiến mẫu mã chất lượng, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu riêng cho các sản phẩm. Trong thời gian tới, huyện Con Rẫy đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực, quản lý, điều hành, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý chương trình ô cốp các cấp, tiếp tục vận động cơ sở, doanh nghiệp tham gia chương trình, nhắc nhở các cơ sở được công nhận sản phẩm ô cốp sắp hết hạn tham gia đánh giá lại, tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tổ chức hội chợ, trưng bày sản phẩm, hội thảo, kết nối, cung cầu bằng nhiều hình thức.